cái này đem vô phát cho bà con ở trong shop thùng chạy với chanh hả? Cái này là phần gạo 200 một bịch nghĩa là 50 kg. Trong này như là nó có 10 cái bịch như thế này, bịch này là 5 kg. Hôm nay nhận mì, nước tương. Thì hôm qua thì nhận gạo rồi của nhóm cô Thu Ba cà phê Phố Núi này của cháu Hiền gửi 51 phần. Một phần vậy là gồm 5 kg gạo, một chai nước tương với 5 gói mì, mì gói. Cảm ơn bé Hiền nha, với cảm ơn anh chị đã tặng quà cho bà con nhân dịp cận Tết này. Bây giờ phải chia ra từng phần, 5 gói mì với 1 chai nước tương. Đó là con Bích Ly nó không tiếp người ta đâu, nó lại đây nó nằm trón chỗ người ta không à. Ở Bích Ly tiếp làm đi nè, tiếp làm với người ta đi. Phải chịu đi xe đi, tôi đi chở đi làm từ thiện luôn. Đập hồi nhỏ rồi nó đâu chịu ngồi đâu. Nay chở quà đi cho bà con luôn nè. Chở cho kịp bà con ăn Tết. Cái này đem vô phát cho bà con ở trong shop thùng. Chạy với chanh hả? À, nó đạm kháng đó, gọi dặn. Dương nơi này mà phải vẻ của xa hả? Phải vẻ này, anh em tư phải cố ạt rõ ạt với nó. À, khá tư vui nhảy nông. À, từ nẹ nơi nắng này phụ nơi phải cố cái bán nẹ nơi phải cố với chuối à. Lỡ nhóm băng ta. Phân ta chạy khi ông chạy khi mặt đăng này bên na này ta ấy chạy rồi còn lại phùm. Nè khí niên dơ bàn ngày ni sát rồi vui nè anh sẽ lánh khí niên khiến kế nè. Ồ mùi ở phải ăn này tiết nè, mùi chỉ 2 tiết nè. Ở đây á kì sẽ ai chạy nhuối thái bóng phố thoi tơ mặt hàng hả? Mạch máu u on ở nè, phía na cầm miên tăng ơ. Phía na cầm miên tăng ơ, chơi tơ khang đây. Ủa chú vô mà đó mà nè. Nè lư ấy, ở thoi tơ khang nè. Tơ ai gì còn vô môn nè. Oh,
tục tầng ơn nâng sân ơ mà nè vô báo có mà báo cho bôi anh em mặc chắp dễ ban hai tư anh đấy nè nè thôi thôi tư anh dễ anh kê sạp ấy thầm miền ban mình nói khóc tầng ơn nâng 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 miền nà hát đi dễ anh kê sạp sao lượt khỏi lên vô máu chuối mơ vong cũng ai đan mà của xa do phi đó nó qua ba kế nè nè bò dương đó nè à sao bò kê tiên ná bò nè anh ông lưu xây nổ nè anh ấy bò ngại vô hai ấy nâng lưu xây tiếp nè nè trai nè vô môi trời vô nở vô hủy à sao sao phải muối á thì dương nè dương chít te nè dương vô là hai nè tay tục tục bao xê máu kì ơi tao không phun nữa nghe anh men ai ai liệp bẹ sáp lồi mong hai lên mười một tiết anh chả năm một bảy ơi ở à đây là cái làng đó. Làng sốc thôm ở mua anh ấy đừng đai khơi nhỉ ủa ừ, anh đừng sợ đai khơi nhảy xong ồ chăng hả ồ con ta ấy đừng sợ mau chuộc anh đai nữa. Miền bàn con kia nãy hả bán này hả ăn miền tò vài đấy hả này khô ở cái làng này là cho nguyên làng luôn nè vô anh ấy cái miền hang thông môi kia nè hang này kì hang cà phê miền play kia nè à môi này được đại khớp như biểu màu vậy nè hả ờ luôn luôn nghiết đó chẳng bao giờ đại khơi nữa nên cho ngày nắng mày mày ấy ăn mà hộ anh nha được muốn cái hột mà hộ anh lỡ ngày nắng ăn nên kẹo thơ bằng ngơi mới hả không có kẹo không tới hả của vị tên na ở hải hả ừ tại ơi à vị na ừ chú ai ừ dễ bán nè à bạn cũng nè cũng ở to qua chứ nè không đã xong kia mà nó mà cái làng này á là toàn bộ bà con ở đây là không có đất ruộng toàn là sống nhờ
sống đi làm công thôi. Bán ơi, quý. Anh, lấy anh chụp anh nó tròn sờ lạnh cái niêm mới nhỉ, tròn xong cái niêm vô tới chấm ấy nè. Đi với ông đi, ông có kẹo nhiều, có cơm, có thịt nữa. Đi nghe không? Cho làm ba nữa. Hả? Nên ăn bài cái hai chất này nơi thứ ấy à? Nó tới tới tầng phi nè. Đây nít đây dương. À. Chắc khi nơi nọ ủi anh nói gì tin kia nữa à. Mà ở đây mà anh non ta mà anh